Chúa theo Thánh Luca, chương 5, câu 33 đến câu 39. Họ nói với Đức Giêsu: Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Quý vị và các bạn thân mến, dù nhiều dù ít, hình như không ai mà không có đôi lần tham gia vào chuyện của người khác. Chúng ta tò mò, xăm soi về nhiều sự việc, nhiều con người, nhiều hoàn cảnh xảy ra quanh mình. Vì sự hiếu kỳ nơi mỗi người như thế, chắc chắn không ít lần, tự bản thân ta là tác giả góp phần lan truyền thói hay soi mói. Nhưng cũng không ít lần, ta cũng là nạn nhân của thói soi mói này. Từ xưa, Tin Mừng đã cho thấy thái độ soi mói của con người khi cho biết các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nêu thắc mắc với Chúa Giê-xu: Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Rõ ràng, trong lời thắc mắc, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư không chỉ bộc lộ sự soi mói của mình dành cho Chúa, cho các môn đệ của Chúa, mà còn cho thấy thái độ khinh miệt, thái độ tự hào bản thân, thái độ khoe khoang thành tích của chính họ. Nhìn lại bản thân, chắc có lẽ không thua gì các kinh sư và các người Pha-ri-sêu. Chúng ta cũng thường đánh giá nhau theo cảm tính, theo thành kiến mà thiếu khách quan. Chúng ta vẫn thường nhìn anh em mình bằng đôi mắt dò xét, khắt khe hẹp hòi. Chúng ta cũng thường muốn người xung quanh phải như mình nghĩ, chứ không được như họ là chính họ. Chúng ta soi mói anh em mình từng lời, từng cử chỉ, từng nét biểu hiện của họ. Với căn bệnh soi mói, biết bao nhiêu lần ta lên án anh em, xét đoán người bên cạnh, chỉ trích, dèm pha nếp sống, nếp nghĩ của người khác. Chúng ta soi mói anh em mình, để rồi nhiều lúc phải giật mình thảng thốt. Bởi chính những điều mà ta đang xăm soi người khác, nó lại là thói xấu, là tật lớn, thậm chí là tội lỗi của chính bản thân chúng ta. Điều quan trọng mà ta cần thực hành ngay, đó là nhìn lại mình, tự khám phá những lỗi lầm của mình mà ăn năn tội, hơn là nhìn người khác để soi mói, để lên án. Ta cần chỉnh đốn lại cách ăn, thói ở của bản thân cho phù hợp với danh xưng Kitô hữu của mình. Hãy tập lấy cái đà ra khỏi mắt mình. Hãy nhạy bén trước những lầm lỗi của bản thân, hơn vội vàng chỉ trích, soi mói, lên án, đổ lỗi cho anh chị em. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con hãy sống hòa lại chân dung tình yêu Chúa cho tha nhân. Nhưng chúng con lại không có cái nhìn từ bi của Chúa. Chúng con thường nhìn anh em bằng ánh mắt dò xét, khắt khe hẹp hòi. Chúng con thường kết án nhau và ít bao dung tha thứ cho nhau. Chúng con thường xét nét nhau
và thiếu cảm thông trước những thiếu sót của anh em. Xin tha thứ và giúp chúng con sửa đổi lại cung cách sống cho phù hợp với răn Chúa. Xin cho ánh mắt chúng con nhìn tha nhân trong yêu thương, tôn trọng, bao dung và tha thứ. Xin cho tình yêu người trong chúng con luôn được chan hòa để mang lại hạnh phúc cho nhau, để người với người ngày càng thấm thiết, tin tưởng và gần gũi nhau hơn. Amen.